X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Thủy Hử Truyện là bộ tiểu thuyết theo lối văn bạch thoại đầu tiên. Ban đầu cuốn sách có tên Giang Hồ Hào Khách Truyện, hay còn có tên Trung Nghĩa Thủy Hử Truyện, được xưng danh là tiểu thuyết anh hùng bậc nhất của Trung Quốc với tư tưởng trung nghĩa song toàn, thế thiên hành đạo. Thủy Hử Truyện là một trong những tác phẩm được liệt vào tứ đại danh tác của nền văn học cổ điển Trung Quốc cùng với Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký. Trong tiểu thuyết kinh điển Thủy Hử của Thi Nại Am đã khắc họa 108 những tay hào hán chọc trời khuấy nước, tụ tập vùng thủy bạc chống lại triều đình, thịt thái miếng to, rượu đong bát lớn. Lá cờ thế thiên hành đạo của quân Lương Sơn tung bay khắp các trận đánh lớn nhỏ, khẳng định một sức mạnh vô địch, đánh Thanh Châu, Hoa Châu, Cao Đường Châu, Đại Danh Phủ, Đông Bình Phủ, Đông Sương Phủ, diệt Trúc Gia Trang, san bằng Tăng Đầu Thị. Sau này đại quân Lương Sơn quy thuận triều đình thì cũng chính thực lực này đã tảo Bắc, Đại Liêu, Trinh Đông, Điền Hồ, Bình Tây, Vương Khánh, đặc biệt dẹp yên cuộc khởi nghĩa Phương Lạp đang nuốt trọn Giang Nam của nhà Tống. Nói lực lượng Lương Sơn bạc trong Thủy Hử làm nghiêng lệch cả Trung Hoa cũng không sai biệt lắm. Dưới ngòi bút của Thi Nại Am thì đa số các đầu lĩnh Lương Sơn bạc trong bộ tiểu thuyết Thủy Hử thường chỉ nổi bật ở một vế: trí thì trí tuệ vượt xa vạn người, dũng thì dũng mãnh vô cùng, mạnh thì sức mạnh kinh trời lật đất. Thời Tam Quốc, hai vị Tào Tháo, Lưu Bị bên gốc mai uống rượu luận anh hùng, hiển lộ ra chân mệnh thiên tử trong loạn thế. Thời kỳ nhà Đường thịnh thế, thì tiên Lý Bạch độc ẩm dưới trăng, ông mượn 3 phần ý rượu, 7 phần ánh trăng viết lên kiệt tác để đời. Rượu của bậc hùng chủ và danh sĩ là những bông hoa trong lịch sử, điểm xuyết thêm cho những truyền kỳ trong vai diễn của họ. Nhưng rượu trong tay của bậc vũ dũng kiện cường có lẽ chỉ là biểu lộ sự yêu thích đối với rượu, nhưng lẽ nào đó không phải là sự biểu hiện của chí khí anh hào hay chí mưu đảm lược của bản thân họ. Một bầu rượu, uống cạn sương gió đời trai, nếm tận nhân tình thế thái, uống cho tới thấy giang hồ quảng đại. Các hảo hán tụ nghĩa Lương Sơn, có ai không lấy việc hào sảng uống rượu làm vui? Trong đó có một người thường ngày thích rượu, nhân duyên họa phúc một đời ông đều liên quan tới rượu, được gọi là đệ nhất tửu trong Thủy Hử. Ông chính là vị anh hùng xếp thứ 14 hành giả Võ Tòng. Thân cao 8 thước, tướng mạo đường đường, danh tiếng võ nhị lang vang động huyện Thanh Hà. Tính tình hay uống rượu đánh lộn làm người ta vừa sợ vừa thương. Do say rượu đánh người, cứ ngỡ là hại mệnh nên đành trốn đến nương nhờ xài tiến hơn một năm. Cảnh ăn nhờ ở đậu khiến Võ Tòng buồn bã, thường mượn rượu tiêu sầu. Lại bị trang khách lạnh nhạt, bài xích, rồi bệnh tật dày vò, ông trở thành kẻ đáng thương đơn độc, nhen đống lửa tàn giữ chút ấm qua đêm. Trong mắt kẻ phàm phu, thì Võ Tòng chỉ là người ăn không mồi dỗi, động tí là ra tay đấm đá. Nhưng trong mắt bậc anh hùng thì đây là một vị hảo hán, can đảm hùng tâm, gân cốt kiện cường. Tống Giang lánh nạn trong sơn trang của Sải Tiến, khi mới gặp Võ Tòng, đúng vào lúc Võ Tòng buồn bã chán trường, thân tâm bạc nhược nhất. Nhưng Tống Giang lại nhìn thấy trên gương mặt lấm lem than nhỏ một đôi mắt sắc lạnh sao băng, đôi mày rậm đen như sơn vẽ. Sau khi hỏi thăm qua thân phận, một người cúi đầu bái lễ: có phải ta đang mơ không mà gặp được huynh trường thế này? Người kia vội vàng nâng dậy, cùng vui vì gặp được hào kiệt danh chấn giang hồ. Chỉ nhờ chốt duyên này mà họ trở thành tri kỷ. Một bái lễ của Võ Tòng đối với Tống Giang đã định ra nghĩa tình huynh đệ suốt một đời. Được gặp đại anh hùng Tống Giang phù nguy tế khốn, Võ Tòng cả mừng, toàn thân chấn động toát mồ hôi lạnh, bệnh tật cũng theo đó mà tiêu trừ. Khi ấy cũng xuất hiện một sự chuyển biến cơ trời, Võ Tòng bình sinh thích rượu, bữa tiệc rượu đầu tiên do Tống Giang thu xếp, Tống Giang đích thân cầm tay Võ Tòng, 3 lần mời ông nhập tiệc, để ông uống cho thỏa thích. Nguyên trước đây do nghe lời trang khách gièm pha, chủ nhân Sải Tiến đối đãi với Võ Tòng có phần lạnh nhạt, nay nhờ Tống Giang coi trọng nên Sải Tiến đối đãi cũng khác xưa. Tống Giang hàng ngày cùng Võ Tòng bầu bạn uống rượu, quét sạch những tàn dư u ám trong tâm của một vị anh hùng thất thế. Từ đó Võ Tòng tinh thần phấn chấn, thể chất cường tráng, bước sang một quãng đời khác. Lúc chia tay, Sải Tiến đặt tiệc tiễn đưa, Võ Tòng đầu đội mũ dạ trắng, thân khoác lụa hồng, tay xách trường côn, tướng mạo lẫm liệt đường hoàng, Tống Giang lưu luyến không rời. Cùng em trai là Tống Thanh tiễn chân Võ Tòng hơn 10 dặm. Sau đó 3 người lại uống rượu chia tay trong một quán rượu nhỏ trên đường. Tại nơi đây, Võ Tòng thành tâm kính Tống Giang 4 vái, kết nghĩa kim lan thân thiết. Lúc chia tay không ngăn được dòng lệ tuôn rơi. Võ nhị lang đối nhân xử thế chính trực, với kẻ vô lễ thì dùng ngay quyền cước trừng trị, nhưng đối với bậc anh hùng có khí chất tương đồng thì ông cung khiêm đối đãi, chân thành giữ tấm lòng son. Nếu không phải là kẻ mang trong mình ngạo khí quật cường cùng danh hiệu hảo hán trên thân, thì có lẽ Võ Tòng cũng không quyết ý độc hành qua núi Cảnh Dương khi có nhiều người can ngăn, nói cho ông biết hiểm nguy phía trước. Võ Tòng chí khí mút trời nhưng thành thực chất phác. Hãy cùng đọc đoạn Võ Tòng uống rượu để thấy sự phóng khoáng lâm ly của ông. Từ biệt Tống Giang, Võ Tòng bước vào vai diễn chính của cuộc đời tại núi Cảnh Dương. Quán rượu huyện Dương Cốc là võ đài để ông triển hiện quyền cước oai hùng.
huyện trấn này có hai kỳ vật, một là rượu thâu bình hương, uống ba bát là đổ gục, một là hổ chán trắng mắt treo, cực kỳ hung ác. Phàm các trang sĩ, hào kiệt qua đây, đều không thoát được uy lực của hai thứ này, nhưng Võ Tòng lại phạm cả hai, thật không hổ danh hào kiệt. Võ Tòng uống rượu, lớn tiếng khen rượu ngon, nhưng chủ quán không dám mang rượu ra rót tiếp. Mấy chữ, ba bát không qua núi, treo trên vách khiến các hảo hán e dè, nhưng Võ Tòng lại cố ý phá lệ. Ông đưa lý do vỗ về chủ quán, tiền dùng dình để uống, uống say không cần rìu, nhưng vẫn không được tiếp rượu. Ông nổi nóng dọa san bằng quán rượu, chủ quán đành rót tiếp ông thêm 15 bát. Võ Tòng khi ấy mới uống thỏa lòng, chuẩn bị lên đường. Ông nói, ta chưa từng say rượu, nên không thể nói, ba bát không qua núi. Uống loại rượu mà người thường uống say đổ gục, nhưng Võ Tòng vẫn tỉnh bơ như không, thì lẽ nào Võ Tòng lại nghe lời khuyên của chủ quán? Chủ quán thiện lương chân thành cảnh báo, mãnh hổ trong núi kia đã hại chết 20-30 sinh mạng rồi đó, quan phủ có bảng cảnh báo rõ ràng, mong ông chờ ngày mai kết bạn mà cùng qua núi. Võ Tòng lại cho là chủ quán tham tiền dọa người, cứ cầm gậy lên đường. Trên đường lên núi, Võ Tòng quả nhiên nhìn thấy bảng cảnh báo, cũng muốn quay lại nhưng ngại người chê nhát. Thần dũng trong thiên tính của ông được kích phát lúc này, nên ông can đảm cứ thế bước tiếp. Gió thổi cây rừng động, phiến đá xanh phẳng lì, rượu lúc này đã ngấm nên Võ Tòng gà gật muốn nằm. Đang lúc anh hùng không phòng bị thì hổ đói ập tới, Võ Tòng choàng tỉnh, hơi rượu bay sạch. Còn hổ có lẽ biết là gặp phải đối thủ, nên thi triển hết tuyệt chiêu, vờn vồ cắn xé. Võ Tòng thân thủ nhẹ nhàng lé đòn, đợi hổ mệt mới vung gậy vụt xuống. Ai ngờ đang chênh choáng say nên vụt luôn vào gốc cây khô, gậy gãy làm hai đoạn. Vũ khí phòng thân duy nhất đã mất, Võ Tòng chỉ còn cách dùng hết sức bình sinh, tay trần ra đòn. Tay trái ông túm chặt đầu hổ ấn xuống đất, tay phải nắm chặt lại như chùy sắt, liên tiếp giáng xuống chục đòn, con hổ thất kiêu máu chảy lênh láng mất mạng. Trận đấu giữa người và hổ sống còn này, bụi đất mù trời, kinh thiên động địa. Hành trình qua núi Cảnh Dương của Võ Tòng thật liều lĩnh tự phụ, nhưng cũng phù hợp với khí khái của một vị anh hùng thật sự, nên mới để lại một truyền kỳ bất hủ. Do sau này phạm tội sát nhân, mà ông bị gọi là sát nhân giả đà hổ Võ Tòng, kẻ giết người là Võ Tòng đánh hổ, nghe danh hiệu ấy, tự đáy lòng không trào dâng chút tự hào sao? Võ Tòng đánh hổ đã trừ hại cho dân, trở thành vị đại anh hùng gần xa nước tiếng, còn được chi huyện Dương Cốc thưởng 1000 quan tiền. Ông nhận tiền của Tống Giang là vì kính trọng nghĩa khí, chứ bậc quân tử trọng nghĩa khinh lợi, nên với số tiền quan phủ thưởng cho, ông coi như cỏ rác, khẳng khái dốc tận hầu bao chia hết cho những hộ đi săn nghèo khổ trong vùng. Nghĩa cử này đã làm lên danh tiếng, Võ Tòng trung hậu nhân đức, được đề bạt làm đô đầu, một thời tỏa sáng. Nếu như sau này không dính vào thảm kịch cuộc đời, thì có lẽ Võ Tòng sẽ là một thuộc hạ tận trung tận chức của chi huyện, là một vị quan nhỏ tạo phúc chúng dân, cũng không uổng phí một thân võ nghệ. Đang lúc hanh thông như vậy, Võ Tòng tình cờ gặp được người anh mà ông ngày đêm mong nhớ của mình, Võ Đại Lang. Võ Đại thân hình luôn tịt thô lậu khác hẳn Võ Tòng, cũng vì sự chớ chiêu này của nhân duyên mà mang tới họa sát thân. Anh em ruột thịt thân tình gắn bó, dù khác biệt ngoại hình tài cán, nhưng không hề có chút hiềm khích phân biệt. Nhưng đột nhiên xuất hiện một nữ nhân chen vào mối quan hệ này, cô ta nghe danh tiếng Võ Tòng, lại thấy dáng hình ông cường tráng, nên khởi dục vọng tà niệm. Do chị dâu thu xếp, Võ Tòng chuyển đến nhà Võ Đại ở Tử Thạch Nhai, sinh sống cùng anh chị. Huynh đệ gặp nhau, sao thiếu được uống rượu hàn huyên mà không nhân dịp này uống cho thỏa thích. Tại cuộc rượu này, bà chị dâu Phan Kim Liên cứ sai Võ Đại làm việc này việc nọ, còn mình thì sán lại hỏi thăm tán chuyện, hai mắt cứ dán vào thân thể Võ Tòng. Bậc hảo hán tấm lòng ngay thẳng, thấy rõ chuyện này, nhưng nể mặt huynh trưởng nên đành cúi đầu không thèm để ý, lẳng lặng uống chục chén rượu. Những ngày tiếp theo xem tựa an bình, nhưng đã xuất hiện những gợn sóng lăn tăn khó thấy. Võ Tòng tâm địa quang minh chính đại, dùng kính lễ đối đãi chị dâu, bỏ ngoài tai tất cả những lời tán tỉnh. Với tinh khí của ông, việc nhẫn nhịn này quả không dễ chút nào, còn cô ta thì không biết hay giờ lễ nghĩa, cứ một mực uốn éo gạ gẫm, cuối cùng tạo ra cục diện không thể vãn hồi. Một tháng sau, gió bắc nổi lên, mây hồng bùa kín, tuyết rơi dày đặc, bụi tuyết như muốn phủ kín thế gian, che lấp vũ trụ. Võ Tòng, người không nhà không cửa, vừa trở về từ chốn giang hồ ngói tan ngọc nát, lại không hề biết trong nhà đang lên men một loại rượu dùng tôi luyện, khảo nghiệm nhân tâm. Tại phòng ở của Võ Tòng, chị dâu kia mang tới rượu ngon đồ nhắm, ân cần mời rượu Võ Tòng. Lúc sau lơi là, uống chén thành đôi, rồi cạn nửa chén rượu này của thiếp, lời lời dục ý gạ gẫm, nhiễu loạn Võ Tòng, làm như ông chỉ là kẻ háo tử cuồng ầm không biết phân biệt điều hay lẽ thiệt, đây cũng là thứ rượu làm ô nhục hạo khí anh hùng. Cuối cùng, Võ Tòng từ 5 phần nhẫn nhịn, 8 phần bực bội, biến thành 10 phần bạo nộ không chút nề nang, đuổi thẳng nữ nhân ra ngoài. Hoàng khái biểu đạt tâm trí, Võ Tòng ta đầu đội trời chân đạp đất, là bậc nam nhi khí khái trên đời. Nếu cô nàng không biết xấu hổ, thì mắt ta có thể nhận ra chị dâu, nhưng nắm đấm này nó không nhận ra đâu.
Một bữa tiệc gia đình ấm áp trong tiết trời giá lạnh đã bị cô nàng lập thành cái bẫy, nhằm bại hoại thanh danh trong sạch cùng uy chấn giang hồ của Võ Tòng. Xa cách ngàn dặm, nỗi nhớ lớn nhất là nhớ người thân, huống chi đây là người anh trai đã nuôi mình từ tấm bé mà ông coi như cha, lại thêm nhà huynh trưởng lại có chị dâu lăng loàn. Sau khi Võ Tòng rời nhà anh trai 2 tháng thì trong nhà phát sinh đại sự, chị dâu Tư Thông người ngoài ám hại tính mệnh Võ Đại. Thảo nào khi Võ Tòng quay về, lòng thấy bất an, dự cảm có điều không hay đã xảy ra với anh mình. Ông vội rảo bước nhanh về đoàn tụ với anh trai, ngờ đâu Võ Đại đang sống khỏe mạnh thế mà nay chỉ còn lại một tấm linh vị nhỏ, Võ Tòng tưởng như chết đứng, mình bị hoa mắt chăng? Nhẫn chịu vạn phần bi thương, Võ Tòng nửa tin nửa ngờ, nghe chị dâu cùng kẻ Tòng Phạm Vương bà nói xạo một hồi. Ông biết rõ Võ Đại là người nhu nhược, chẳng gây thù chuốc oán với ai, thân thể khỏe mạnh, không thể bỗng dưng bệnh nặng mà đi. Còn nữ nhân lẳng lơ kia thì khóc lóc sướt mướt, nhưng trong mắt thấp thoáng vẻ vui mừng đắc ý. Võ Tòng thấy được tâm địa ấy, lặng thinh không nói một lời, đợi trời tối bày rượu lễ khóc bái vong linh. Có lẽ do huynh đệ tâm linh cảm ứng, hay do thiện ác, ắt sẽ báo ứng, hồn Võ Đại hiện về, nói cho Võ Tòng nghe cái chết oan khuất của mình. Lúc này, Võ Tòng đinh ninh là anh trai đã bị người ta hạ độc. Hôm sau ông lại hỏi han cặn kẽ chị dâu, rồi tìm vị chức lại đã khám xét tử thi là Hà Cửu Thúc để biết sự thực. Rượu có thể mê hoặc tâm trí, cũng có thể ẩn chứa huyền cơ. Vị anh hùng quý rượu như mệnh này y lại dùng rượu làm cộng sự để phục thù. Võ Tòng bảo muốn nói dăm ba câu chuyện chơi với Hà Cửu Thúc, mời vị này đến quán rượu tâm sự. Vị này chỉ là một chức lại nhỏ bé, không sao chống lại được thế lực hắc ám thao túng, nên đành để lương tâm che lấp mà giấu đi sự thật về cái chết của Võ Đại, nhưng cũng biết đề phòng giữ mạng khi có ngày Võ Tòng tìm đến đòi nợ máu. Do đó ông ta đã sớm biết sẽ có ngày này, nên lấy tiền được hối lộ khi ấy, cùng vật chứng mang theo, rồi cùng Võ Tòng tới quán rượu. Hà Cửu Thúc đã có chủ ý, nếu Võ Tòng không truy cứu, thì sẽ khuất phục hung thủ mà ém nhẹm chuyện này đi. Nếu Võ Tòng tìm đến truy xét, thì sẽ đưa bằng chứng ra để tránh bị coi là đồng đảng mà mất mạng. Hai người ngồi xuống ghế, Võ Tòng chẳng mở lời, ngồi vững tựa Thái Sơn, lầm lì cạn dăm chén. Trái lại Hà Cửu Thúc thân rát bằng chứng, nhấp nhổm không yên, không đoán được ý tứ Võ Tòng, không biết ông đã nắm rõ sự tình vụ án hay chưa, thế là mồ hôi nhỏ giọt hai dòng. Hà Cửu Thúc không chịu nổi không khí trầm mặc như vậy, nói vài câu vu vơ để xua đi ngượng ngạo. Võ Tòng nhìn thẳng vào mắt đối phương, vẫn không nói một lời, cứ lặng thinh uống hết chén này đến chén khác. Cảm thấy tâm lý Hà Cửu Thúc sắp sụp rồi, Võ Tòng liền đứng dậy, rút đao bén cắm phập xuống bàn. Nhát đao này như sấm sét đánh xuống, làm Hà Cửu Thúc mặt như đổ tràm, sợ không dám thở, người trong quán cũng sợ không dám lại gần. Võ Tòng lúc này mới dùng ngôn từ nghiêm khắc công minh cất tiếng, chỉ cần ông nói ra nguyên nhân chân thực về cái chết của Võ Đại, sẽ không truy cứu lỗi che giấu chân tướng, nếu nói sai nửa lời, đao của ta sẽ đâm lên thân ngươi 300-400 nhát xuyên thấu. Võ Tòng đại nộ trợn tròn mắt hồ, làm Hà Cửu Thúc không dám giấu giếm, lập tức mang sự thật kể hết ra. Võ Tòng là người lỗ mãng, vậy mà sắp đặt cuộc rượu này hết sức tinh vi, tâm cơ lão luyện, chỉ vài ba câu nói mà có được chân tướng. Ông không đả thương hay hại đến ai, mà lại có được bằng chứng rõ ràng để án oan rửa sạch, xem ra ngay tịch rượu Hồng Môn, Hán Sở Tương Tranh cũng không so được với cuộc rượu này. Tìm ra hung thủ, khí huyết đang hăng, vị anh hùng trọng tình trọng nghĩa Võ Tòng sẽ báo thù như thế nào? Đầu tiên ông nghĩ đến là tìm quan phủ nơi chủ trì chính nghĩa công lý. Ai ngờ huyện lại cấu kết với kẻ gian, Võ Tòng không biết kêu ai, đành dùng đao để rửa oan cho anh trai, ông cũng bỏ qua sinh tử cá nhân, chỉ mong sao Võ Đại được bình an nhắm mắt nơi chín suối. Rời nha phủ, Võ Tòng cho thuộc hạ bố trí Hà Cửu Thúc và một người làm chứng khác tên là Vận Ca, còn tự mình cùng vài người đi mua bút mực giấy nghiên, cả rượu ngon thức nhắm, nung nấu một kế hoạch phục thù đầy kịch tính. Hôm sau, đúng ngày cúng tuần đầu Võ Đại, Võ Tòng cho bày tiệc, lệnh thuộc hạ chặn cửa trước sau, lại gọi chị dâu kia chuẩn bị đón khách, còn mình đi ra ngoài. Bắt đầu từ kẻ Tòng Phạm Vương bà, ông lần lượt cho 14 nhà lân cận, một nhà bán bạc, nhà bán giấy, nhà bán rượu, nhà bán đồ ăn, thường ngày đều là các gia đình bình dân hòa thuận, ai mà chẳng biết chuyện xấu xa ở nhà Võ Đại, cái chết kỳ quặc của Võ Đại ai mà chẳng nghi ngờ. Sau khi án mạng phát sinh, có ai nói lên được nửa lời chính nghĩa? Cái chết của Võ Đại, những người hàng xóm thờ ơ vô cảm này lại không chịu chút trách nhiệm nào sao? Võ Tòng kiên quyết mời cả 4 nhà dự tiệc, không chỉ để họ chứng kiến, mà còn cho họ thấy trách nhiệm của kẻ đứng ngoài. Dưới uy vũ của Võ Tòng cùng sự trông chừng của thuộc hạ, 4 nhà thầm hiểu sắp có đại sự phát sinh, nên răm rắp tuân theo sắp đặt của ông. Hung thủ cùng vương bà tự cho là có quan phủ bao che nên chẳng sợ gì, không biết nguy cơ đang tới. Võ Tòng liên lục dục 6 người uống rượu, 4 vị láng giềng uống được 7 chén, trong lòng thấp thỏm, cứ như là phải dự nhìn bữa tiệc của Lã Thái Hậu vậy.
Lã Hậu là vợ Hán Cao Tổ Lưu Bang, bày tiệc mời Hàn Tín để sát hại. Lúc này, Võ Tổng mới chính thức ra tay, lôi cô ả cùng vương bà ra, căn vặn sự thực hại người ra sao, đồng thời nhờ người biết chữ ghi lại từng câu. Từ xưa đến nay, ta không bao giờ thắng chính. Võ Tổng dọa sơ một chút mà nữ nhân kia đã hồn bay phách tán, nhận hết tội lỗi. Trước linh vị Võ Đại, Võ Tổng dàn từng tiếng, huynh đệ Võ Nhị xin báo thù rửa hận cho huynh trưởng. Võ Tổng vung đao xuống, kẻ tâm địa rắn rết kia dâm phụ Phan Kim Liên đã thành xác không đầu. Võ Tổng tự tay rửa thù nhà, phạm vào luật pháp nhà Tống, nhưng chưa bao giờ ông nghĩ đến việc trốn chạy. Ông là vị hảo hán quang minh lỗi lạc, cho dù ra tay sát nhân báo thù nhà, nhưng cũng làm đường đường chính chính, muốn quan phủ, trời đất trả lại cho võ gia công lý. Thế là ông bắt trói vương bà, dặn bốn người hàng xóm ở lại trông nhà, một mình đi tìm một hung thủ nữa. Võ Tổng quả quyết và trí lược, làm bốn vị láng giềng kia vừa kinh sợ vừa xấu hổ. Cho nên họ tuân phục Võ Tổng, giúp ông hoàn thành đại kế phục thù, giết chết gian phu Tây Môn Khánh. Quan phủ không xét xử được sự vụ, Võ Tổng chỉ giữ hai cuộc rượu mà làm xong gọn, có dũng có mưu, dám làm dám chịu. Sau khi sát nhân, ông mang tất cả nhân chứng vật chứng đi đầu thú, chẳng màng an nguy cá nhân, chỉ mong nỗi oan của huynh trưởng được sáng tỏ. Ông lẫm liệt đường hoàng thản nhiên khí khái, nghĩa cử chân chính của ông cùng uy dũng tay không đánh hổ cũng đủ cho tên tuổi ông lưu danh thiên cổ, vang vọng ngàn năm. Người ta nói, giết người đền mạng, nhưng Võ Tổng giết ác nhân, thay người thân báo thù, nghĩa cử bi tráng của ông làm quan lại, cai ngục đều cảm phục. Do vậy mà ông được phán xử nhẹ hơn, bị đánh 40 gậy, thích chữ lên trán, đẩy đi lao dịch nơi xa. Khi thi hành hình phạt, đòn roi cũng nhẹ nhàng, trên đường đi đầy cũng được phục vụ chu toàn. Tuy nhiên, vị hảo hán trượng nghĩa này cuối cùng bị thói đời hiểm ác, quan trường hắc ám bức bách, ngày càng xa khỏi cuộc sống đời thường. Cũng nhờ thiên ý từ bi, Võ Tổng ở Lao Thành, không thèm chi tiền hối lộ, cũng chẳng chịu cúi mặt cho qua, ngày đầu tiên đã va chạm với cai ngục, đắc tội với người ta. Ai ngờ, cai ngục không những miễn cho, đòn thị uy, mà còn mang rượu ngon thịt béo khoản đãi. Võ Tổng đi đầy ở đây thậm chí còn nhàn hơn lúc làm chức đô đầu. Vài ngày sau, ông thực không chịu nổi cảnh, vô công thụ lộc, không làm mà hưởng, đó, ông xin đi khỏi Lao Thành, nơi ông được quản doanh hậu đãi. Khi Võ Tổng nài khẩn, vị quản doanh tên là Thi Ân mới ngập ngừng biểu thị có việc muốn nhờ, nhưng ngại ông bôn ba đường xa, khí lực suy yếu, đợi khoảng nửa năm sức vóc phục hồi rồi mới nói. Võ Tổng là bậc hảo hán ân oán phân minh, sao có thể đợi lâu đến vậy, và lại ông võ nghệ cao cường, an dưỡng năm ba tháng chẳng phải là coi thường bản lĩnh của ông sao. Ông nói, khi xưa mới khỏi bệnh lại uống rượu say mà đánh chết hổ, nên ngay lúc ấy ông nhấc bổng cái đôn đá nặng mấy trăm cân, làm vị kia tấm tắc, đúng thật thiên thần. Thi Ân mang sự tình kể lể chi tiết cho Võ Tổng, thế nên mới có truyền kỳ, nghĩa đoạt khoái hoạt lâm, túy đà tưởng môn thần. Để tăng thêm sức lực, cha con Thi Ân bày tiệc rượu khoản đãi Võ Tổng, sợ ông say rượu hỏng việc nên cố ý chỉ tiếp thêm thức nhắm. Thực ra việc đánh bại kẻ ác kia đối với ông không phải là chuyện khó, nhưng ông cố ý hiển lộ uy vũ trước mặt Thi Ân. Trước khi lên đường Võ Tổng yêu cầu, vô tam bất quá vọng, nghĩa là trên đường tới khoái hoạt lâm, mỗi khi thấy quán rượu ven đường phải vào uống ba bát, xong mới đi tiếp. Ông còn cao hứng nói, mỗi bát rượu thêm một phần bản sự, năm bát rượu, năm phần bản sự. Nếu tôi uống 10 bát, thì khí lực không biết từ đâu cứ ảo ạt tới. Võ Tổng nhất lộ nghênh ngang, uống tới 3-40 bát rượu, say 5-7 phần, nhưng giả bộ đã say 10 phần. Tới gần quán tưởng môn thần, Võ Tổng càng giả say điên đảo. Liếc mắt nhìn quanh thấy dưới gốc cây có một đại hán đang ngồi hóng mát, nhận định đó chính là tưởng môn thần, nên sải bước vào quán. Mùi rượu phả ra nồng nặc, Võ Tổng cố ý làm loạn lung tung trong quán, chọc giận nữ chủ nhân cùng các bảo vệ của quán, chế phục tất cả mọi người nhưng lại thả một người chạy đi báo tin. Nhận tin báo, tưởng môn thần vừa giận vừa kinh ngạc, vội vàng chạy tới quán rượu, khí thế tiêu tán quá nửa. Võ Tổng càng đánh càng hăng, dùng tuyệt học bình sinh là Ngọc Hoàn Bộ, Uyên Ương Cước, đánh cho tưởng môn thần tơi tả, phải quỳ xuống xin tha, hoàn thành câu chuyện đoạt lại quán rượu khoái hoạt lâm. Chuẩn tắc hành sự cả đời Võ Tổng là, dựa vào bản sự của ta, bình sinh chỉ đánh những kẻ ngang ngược, đạo đức bất minh. Võ Tổng cùng tưởng môn thần đánh tới đánh lui, phần thắng luôn nằm chắc trong tay, tại sao phải lòng vòng phí công như vậy? Trên đường uống rượu, không chỉ là để kích phát tiềm năng bản thân, mà còn tạo ra giả tướng say sưa be bét, để làm giảm sự đề phòng của tưởng môn thần, đồng thời làm náo loạn trong quán rượu làm bước chuẩn bị. Tại quán rượu, giả say làm loạn, để chế phục chúng nhân, chọc giận tưởng môn thần, làm hắn ta cả giận mất khôn, còn mình tập trung tinh thần khắc chế cường địch. Nếu không có vài chục bát rượu này, thì câu chuyện cũng chỉ là kể về một hảo hán lỗ mãng. Nhưng chính do có rượu làm nền mà làm nổi bật một vị anh hùng chí dũng song toàn, một hảo hán lương sơn được thế nhân ngàn năm ca tụng. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn.
các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.